chính thức góp mặt tại Festival Huế từ năm 2000, lễ hội áo dài Huế đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế với nhiều hoạt động phong phú, mang ý nghĩa tôn vinh, bảo tồn, phát triển và quảng bá trang phục áo dài truyền thống, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng nghệ thuật và từng bước đưa lễ hội áo dài Huế thành một chương trình nghệ thuật đặc thù của thừa thiên Huế. Kinh đô áo dài thường xuyên phục vụ du khách và công chúng. Ban tổ chức Festival Huế sẽ tổ chức lễ hội áo dài Festival Huế 2023 với chủ đề Áo dài Huế truyền kể từ dòng sông vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2023. Chương trình quy tụ các nhà thiết kế áo dài tên tuổi trên cả nước với những bộ sưu tập áo dài đặc biệt gắn với câu chuyện kể từ dòng sông Hương.